Xin chào các bạn. Tự nhiên có khách. Khách nhắn. Các bạn ơi, bây giờ My đang đi ra ngoài chợ các bạn. Ông xã của Mary đi chợ sáng nha. Ông đi chợ xong rồi tự nhiên xe của ông chết máy các bạn. Mà Mary thì lại phải làm đồ để mà trả cho khách, nên thành ra không biết là ông sẽ sửa cái đó bao lâu, sửa xe. Nên thành ra bây giờ là mới chạy ra ngoài chợ để mà lấy đồ mà ông đã mua rồi các bạn. Mới giờ đi xong, đi mua xong cái là định đi về, cái là xe chết máy rồi, không biết bị hư gì. Đi lấy về xong rồi làm. Bữa nay thì ngày cuối tuần nên thành ra cũng hơi vắng. Mày mới giờ ăn ba khía nên thành ra đang cay. Qua sinh nhật xong á là tới tối luôn các bạn ạ. Biết sao không, mình ở bên Việt Nam á thì sẽ giống như là sợ cái xe đạp sợ mình các bạn, nhưng mà ở Canada thì lại mình sợ xe đạp các bạn không. Rất là sợ luôn, mấy người chạy xe đạp á nguy hiểm lắm luôn. Đi làm ở trên downtown các bạn, đi làm nail á, ở ngày đó có cái accident, tai nạn xe đạp với lại chiếc xe hơi các bạn. Thật sự thì Mary cũng không biết là nó như thế nào, chỉ biết là nó đã xảy ra rồi. Thì khi mà Mary ra coi á, nó ngay trước tiệm luôn, là cái thằng mà đạp xe đạp á nó té giống như là ngay đằng sau á, không biết tại thắng gấp hay sao đó. Xong rồi cái nó cũng có đội nón nên thành ra nó đỡ cái là nó đập đầu vô kiến các bạn ơi. Thật sự nhìn rất là ghê luôn, đập đầu vô kiến bể luôn, cái đầu của nó ở trong xe các bạn, ngay đằng sau đó, cái mình của nó thì vẫn ở ngoài. Trời ơi, nhìn rất là ghê luôn á. Mày cũng biết là cái đó nó bị kiểu nào nữa, mà mày cũng nhìn sơ cái là mày đi rồi, mày không có giống như là mày nhìn cái mày sợ đó các bạn ơi. Mới để ý thấy là cũng không có thấy máu nhiều đó, chỉ biết là thấy như vậy thôi, là mày không có nhìn nữa, không có để ý nữa, tại sợ. Thành ra có nhiều cái xe đạp ở đây á, người chạy xe hơi sợ xe đạp các bạn ơi, tại nhiều khi mình đang dừng hoặc là này kia nó chạy từ đâu nó chạy cái dèo.
mà mấy ra cái môi của Mary bữa nay nhìn cũng vẫn còn hồng hồng ha. Hôm qua Mary xài cái màu hơi đậm chút xíu, không phải là hơi đậm chút xíu mà là phải gọi là đậm. Cái màu trời ơi nó rất là dính luôn các bạn ha. Với lại tối qua Mary không có tẩy trang các bạn, nghĩa là Mary có lau nhưng mà lau bằng nước lạnh thôi, lấy giấy xong rồi lau. Hôm qua đi về xong mệt quá trời luôn, Mary không có xài cái nước tẩy trang nên thành ra lau nó không có sạch, chỉ có lau cho nó thoải mái thôi à, lau cho nó ra pick up xong rồi khi mà mình ngủ á thì nó không có dơ cái gối thôi à. Còn nếu mà muốn sạch đó là phải tẩy trang bằng nước makeup remover mới được. Còn nhiều khi Mary mà làm biếng á là Mary chỉ lấy miếng giấy xong rồi nhúng nước lạnh xong rồi Mary lau xong rồi nó ra, tất nhiên là nó không có sạch. Cái đó là làm biếng lâu lâu thôi nha, chứ các bạn mà làm biếng hoài là cái mặt nổi mụn nhiều lắm á. Nên hả, mặt Mary không nổi mụn nghĩa là Mary cũng có xiên. Nhưng mà đây kết quả của tối qua kết quả của làm biếng, nên thành ra các bạn mà làm biếng nhiều là sẽ nổi mụn nhiều nghe không, tại vì nó không có sạch. Cái này Mary tự biết luôn chứ không phải là không biết nha, nó không có sạch. Nhưng mà nhiều khi làm biếng quá Mary lau xong rồi đi ngủ thôi là nó sẽ không có dơ cái gối. Còn nếu mà các bạn mà ngủ luôn thì cái make up á nó sẽ dơ cái gối chứ không gì hết trơn. Với lại ngủ không có thấy ngon các bạn, nó không có thoải mái. Chắc là mình có cái cảm giác giống như là mình sẽ làm dơ cái gối hay gì đó. Thật sự make up rất là dơ các bạn nha, nên thành ra ngủ cũng không thấy ngon. Nên thành ra Mary nhiều khi Mary làm biếng là Mary lấy giấy lau vậy đó, không phải là giấy lau make up nữa, giấy bình thường thôi, xong rồi nhúng miếng nước thôi lau thôi. Là khi mà ngủ thì nó nhìn sơ thì giống như là nó cũng sạch, nó cũng hết make up, nhưng mà thật sự là giống như là mấy cái lỗ chân lông này kia là nó sẽ không có ra đâu, nó sẽ mấy make up này kia nó vẫn còn dính ở trong đó, nên là nó rất là dễ nổi mụn. Barbecue với lại ăn lẩu cái bữa thứ bảy, tại bữa thứ bảy nó lại nóng, giống như bữa nay nó lại nóng mà. Thật sự ở Canada năm nay thời tiết cũng thay đổi các bạn ơi, là mùa hè thôi, nhưng mà mùa hè thì mới cảm thấy là cái thời tiết nó lạnh hơn nhiều so với lại mọi năm trước, tại mọi năm là mùa hè là nó rất là nóng luôn, còn năm nay là có nóng nhưng mà nó thay đổi hoài, nóng lạnh thất thường lắm các bạn ơi. Đó là năm nay. Còn mọi năm là giống như là sau khi mùa đông thì nó sẽ lạnh lạnh, mùa xuân thì nó sẽ lạnh lạnh, mùa hè là nóng, có thể đi biển này kia thoải mái. Nhưng mà năm nay thì thật sự là không các bạn ơi. Thật sự là đi cắm trại là hên xui lắm. Bởi vì hồi trước mình đi cắm trại trời ơi mắc cười lắm. Thấy mấy người kia đi cắm trại đem quạt các bạn, trong khi gia đình mình đem cái heat đem cái máy sưởi ấm á. Cắm trại thì tại vì tính ra là mình ở ngoài á, nhất là gần nước nữa. Bình thường thì chỗ cắm trại thì nó sẽ xung quanh là nước, hoặc là ít nhất là một cái hồ nước cho mình có chỗ chơi, cho con nít có chỗ chơi á, nên tính ra nó sẽ lạnh hơn là ở ngoài ở thành phố, giống như ở chỗ mà mình đặt ở. Nên thành ra buổi tối là rất là lạnh luôn, gia đình mình phải đem heat để mà mở lên cho nó nóng ngủ mới được, chứ không là buổi tối là lạnh. Nên thành ra có nhiều người chắc là năm đầu tiên đi cắm trại đem quạt các bạn,
đem quạt để mà mở, sợ ngủ không được nóng, tại thấy ở nhà là phải mở máy lạnh các bạn, nên thành đang nghĩ là ở ngoài là ít nhất là có quạt thì mới ngủ được, ai về đâu cần máy sưởi ấm. Xã bị gì á? Đấy các bạn, bên này thì cậu đang sửa mà chắc là không được. Bây giờ thì mới chạy đi về các bạn. Em ơi đang ở ngay trên đường trên. Các bạn nói chuyện với mấy người bên kéo xe á, mới nghĩ vậy thôi, tại mới nghe ổng nói chuyện thôi, mà ổng thì ổng đang nói chuyện là mình nói chuyện ổng không ấy nữa, không trả lời đâu. Cũng phải đeo mask các bạn ha. Tại vì nói chung là mình ở chung ở trong chung cư mà nhiều người á, thật sự là mình không biết ai bệnh ai không các bạn ơi, nên thành ra đi lên đi xuống thì vẫn phải đeo mask các bạn. Thôi bây giờ thì em đi, bye bye các bạn nha.